một ngày kia, khi đang chầu, tâm thần tôi dường như đang chết mòn chết mỏi vì Chúa, và tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi thấy một thiên thần rất xinh đẹp đến nói với tôi những lời này. Chúa nói: "Chị đừng khóc nữa." Một lúc sau tôi hỏi lại: "Ngài là ai?" Thiên thần trả lời: "Tôi là một trong bảy thiên thần chầu trước tòa Thiên Chúa suốt ngày đêm và không ngừng chúc tụng người." Tuy nhiên, thiên thần này cũng không làm phơi được nỗi niềm khao khát Thiên Chúa của tôi, lại còn khơi thêm một niềm nhung nhớ da diết hơn nữa. Thiên thần rất phương phi và vẻ đẹp của Ngài là do việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thiên thần này không rời tôi một giây phút, Ngài đồng hành với tôi khắp mọi nơi. Vào ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, trước lúc dâng bánh rượu, thiên thần này cất tiếng ca những lời: "Thánh, thánh, thánh." Tiếng hát của Ngài như cả ngàn thanh âm và không thể nào diễn tả thành lời. Bỗng nhiên thần trí tôi kết hợp với Thiên Chúa, và ngay lúc ấy tôi được thấy vẻ cao sang và thánh thiện vô cùng của Người. Đồng thời tôi nhận ra sự hư vô của mình. Tôi nhận biết ba ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng hữu thể, quyền uy và đồng đẳng của ba ngôi đều đơn nhất. Linh hồn tôi được kết hợp với ba ngôi và nhận thức điều này rất rõ ràng, nhưng không thể diễn tả được bằng lời. Bất cứ ai được kết hiệp với một trong ba ngôi đều được kết hợp với toàn thể ba ngôi vì tính đơn nhất bất phân. Thị kiến này, đúng hơn là tri thức này, làm no thỏa linh hồn tôi trong niềm hạnh phúc khôn lường, bởi vì Thiên Chúa vô cùng cao trọng. Những gì tôi đang mô tả, tôi không nhìn thấy bằng mắt như trong những các dịp khác, nhưng thấy một cách thuần túy nội tâm, thuần túy thiêng liêng, độc lập khỏi các giác quan. Biến cố này kéo dài cho đến khi thánh lễ kết thúc. Việc này giờ đây thường xảy ra với tôi, không những trong nhà nguyện mà còn cả trong lúc làm việc, và đôi khi cả những lúc rất bất ngờ. Khi cha giải tội đi vắng, tôi xưng tội với Đức Tổng Giám Mục, và khi trình bày linh hồn với Ngài, tôi đã được trả lời như sau: "Hỡi con hãy trang bị cho mình một đức nhẫn nại cao độ. Nếu những điều này do Chúa mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ được thực hiện. Vậy con hãy hoàn toàn an tâm, cha rất hiểu con trong vấn đề này. Hỡi con, và giờ đây về việc rời bỏ hội dòng này để nghĩ đến một hội dòng khác, con đừng coi nhẹ những tư tưởng như thế, bởi vì đây có thể là một cám dỗ bề trong nghiêm trọng." Sau lần xưng tội này, tôi thưa với Chúa Giêsu: "Sao Chúa lại truyền cho con những điều ấy mà lại không tạo điều kiện để chúng được thực hiện?" Thế rồi sau giờ hiệp lễ, cũng trong nhà nguyện nhỏ nơi vừa xưng tội, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như người được vẽ trên bức hình. Chúa phán với tôi: "Con đừng buồn, cha sẽ ban cho Ngài hiểu được những điều cha đòi hỏi nơi con." Khi chúng tôi từ biệt, Đức Tổng Giám Mục đang bận việc, nhưng Ngài bảo chúng tôi trở lại chờ một lát. Khi chúng tôi vào trở lại nhà nguyện, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: "Con hãy thưa Ngài những gì con đã thấy trong nhà nguyện." Vào lúc đó,
Đức Tổng Giám Mục bước vào và hỏi chúng tôi có gì để trình bày cho Ngài nữa không. Mặc dù đã được truyền phải nói cho Ngài, nhưng tôi không thể làm được bởi vì đang đi với một chị em khác. Một điều khác cũng từ lần xưng tội ấy: khẩn nài lòng thương xót cho thế giới là một ý tưởng lớn và tốt đẹp. Này con hãy cầu nguyện nhiều, khẩn nguyện lòng thương xót Chúa cho các tội nhân. Nhưng hãy làm điều ấy trong tu viện của con. Hôm sau, thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 1935, vào buổi tối, đang khi ở trong phòng, tôi nhìn thấy một thiên thần thi hành cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Ngài mặc trang phục trắng tinh sáng láng, dung mạo phương phi rạng rỡ, với một đám mây bao phủ dưới chân. Từ giữa đám mây, những luồng sấm sét chớp giật từ tay vị thiên thần phát ra, và từ đó những tay ương chực giáng thẳng xuống địa cầu. Khi nhìn thấy dấu hiệu cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sắp sửa giáng xuống thế giới, và nhất là xuống một địa điểm mà vì ý ngay lành tôi không tiện nói ra đây, tôi liền nài nỉ thiên thần trì hoãn thêm một chút nữa cho thế giới kịp hối cải. Nhưng lời khẩn này của tôi chẳng là gì trước mặt vị sứ thần thực thi cơn thịnh nộ. Ngay lúc đó, tôi được nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Sự cao sang uy linh của Người xuyên thấu người tôi. Tôi không dám lặp lại những lời kêu xin. Khi ấy, tôi cảm thấy có sức mạnh ân sủng Chúa Giêsu trong linh hồn. Và khi ý thức được ân sủng này, tôi lập tức được cất lên trước ngai tòa Thiên Chúa. Ôi, sự cao trọng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, và sự thánh thiện vô cùng của Người. Tôi không cần nói lên sự cao trọng này, bởi vì không bao lâu nữa tất cả chúng ta sẽ được chiêm ngắm Người như thế. Tôi thấy mình đang khẩn cầu cho thế giới bằng những lời nghe được trong lòng. Khi đang cầu nguyện bằng cách ấy, tôi thấy vị thiên thần trở nên bất lực, không thể thực hiện án phạt công thẳng xứng với tội lỗi thế giới. Trước kia tôi chưa bao giờ cầu nguyện bằng một sức mạnh nội tâm như lần này. Những lời tôi khẩn nài Thiên Chúa như thế này: lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của Người, xin Cha thương xót chúng con. Sáng hôm sau, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe được những lời này trong tâm hồn. Mỗi lần vào nhà nguyện, con hãy lập tức đọc lời kinh Cha đã dạy hôm qua. Khi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này: lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của Cha. Con hãy đọc kinh ấy trong 9 ngày, lần theo tràn chuỗi mân côi, và đọc theo cách này. Trước tiên, con hãy đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng, và kinh tinh kính. Sau đó, với những hạt kinh lạy Cha, con hãy đọc: lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Khi gặp những hạt kinh kính mừng, con hãy đọc: nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để kết thúc, con hãy đọc 3 lần:
Lạy Thiên Chúa, Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Thinh lặng là thanh gươm trong cuộc chiến thiêng liêng. Một người lắm miệng sẽ không bao giờ đạt đến sự thánh thiện. Thanh gươm thinh lặng sẽ tách lìa tất cả những gì ưa bám vào linh hồn. Chúng ta quá nhạy cảm trước những lời nói và muốn đáp lại ngay mà không xét thánh ý Chúa có muốn chúng ta lên tiếng hay không. Một linh hồn thinh lặng là một linh hồn mạnh mẽ. Không thù địch nào có thể làm hại được họ nếu họ cứ kiên định trong thinh lặng. Linh hồn thinh lặng có thể đạt đến mức độ kết hợp hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Hầu như họ luôn sống dưới những sôi động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn thinh lặng mà không gặp một ngăn trở nào. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết chỉ một mình Chúa biết trái tim con không dành cho một tình yêu nào khác ngoài Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trọn khối tình thanh khiết của con muôn đời được ngụp lặng trong Chúa. Con cảm nghiệm máu Thánh Chúa đang luân chuyển trong trái tim con một cách rõ ràng. Con không mảy may nghi ngờ tình yêu vô cùng tinh rồng của Chúa, hợp một với máu Thánh Chúa đã trào đổ vào trái tim con. Con biết Chúa đang ngự trong con, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Hay đúng hơn là chính con đang được sống trong Chúa. Lạy Thiên Chúa cực thánh của con, con biết mình đang tăng hòa trong Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Con ý thức Chúa ở trong con và mọi sự liên hệ đến con, trong tất cả những gì chung quanh con và mọi biến cố xảy đến với con. Lạy Thiên Chúa của con đã biết Chúa ở trong trái tim con, và con yêu mến Chúa trên hết mọi sự trên trời dưới đất. Trái tim của chúng ta đã hiểu nhau, và không ai trong nhân loại hiểu thấu điều này. Lần xưng tội thứ hai với Đức Tổng Giám Mục. Ngài nói: Này con hãy biết rằng nếu đây là thánh ý Chúa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, vì thánh ý Chúa nhất định được nên trọn. Con hãy yêu mến Thiên Chúa trong trái tim con. Ngày 29 tháng 9, lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Mikael. Nội tâm tôi được kết hợp với Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người xuyên thấu tận những tầng sâu thẳm trong tôi và làm tôi tràn ngập bình an, vui mừng và ngạc nhiên. Sau những lúc cầu nguyện như thế, tôi được chan hòa sức mạnh sung mãn và can đảm phi thường để chịu đựng và chiến đấu. Không gì làm tôi hoảng sợ, cho dù cả thế gian có dấy lên chống lại tôi. Tất cả những chống đối khi chạm đến bề mặt, nhưng không vào được những tầng sâu thẳm, bởi vì nơi đó có Thiên Chúa là đấng ban sức mạnh và làm cho tôi nên sung mãn. Tất cả những cạm bẫy quân thù đều bị nghiền nát dưới bệ chân Chúa. Trong những giây phút kết hợp ấy, Thiên Chúa phụ trợ tôi bằng sức mạnh của Người. Dũng lực Thiên Chúa truyền thông cho tôi và ban cho tôi khả năng mến yêu Người. Nếu chỉ với những nỗ lực của bản thân, linh hồn tôi không bao giờ đạt đến mức độ ấy. Khi mới được ân sủng nội tâm này, tôi đầy lo âu và bắt đầu nao núng. Nhưng Thiên Chúa nhanh chóng cho tôi biết điều ấy làm phiền lòng Người. Cũng chính Chúa là đấng biến đổi những nỗi lo âu của tôi thành sự thảnh thơi.
Hầu như mọi ngày lễ của giáo hội đều cho tôi hiểu biết thêm về Thiên Chúa và một ân sủng đặc biệt. Vì vậy, tôi dọn mình trước mỗi ngày lễ về liên kết mật thiết với tinh thần giáo hội. Thật sung sướng khi được làm người con nhỏ tính thành của giáo hội. Ôi, tôi yêu mến giáo hội và tất cả những ai sống trong đó. Tôi coi họ là những chi thể sống động của Chúa. Đấng là đầu của họ. Tôi mến yêu với những ai yêu mến. Tôi đau khổ với những ai khổ đau. Tôi hao mòn, buồn đau khi thấy những người nguội lạnh vô ân. Và lúc đó, tôi ra sức yêu mến để bù đắp cho những ai không mến yêu Thiên Chúa. Những người nuôi đấng cứu độ của mình bằng thói vong ân tệ bạc. Ôi Thiên Chúa của con ý thức được sứ mạng của con trong giáo hội. Đó là phải luôn cố sức nài xin lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Con kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và đến trước thánh nhan người như một hiến lễ hy sinh đền tạ vì thế giới. Thiên Chúa sẽ không khước từ điều gì khi con khẩn nài bằng tiếng nói của con một người. Hy sinh của con tự nó chẳng là gì, nhưng khi được liên kết với hiến tế của Chúa Giêsu Kitô, nó sẽ trở nên toàn năng và có sức làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong con của người. Cuộc khổ nạn đau thương của con Thiên Chúa luôn luôn làm nguôi cơn nghĩa nộ của người. Ôi Thiên Chúa, con ước ao cho các linh hồn được nhận biết Chúa và thấy rằng chính vì lòng yêu vô biên mà Chúa đã tạo thành nơi họ. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con cảm thấy con muốn tháo gỡ bức màn trời cao để trần gian không còn nghi ngờ lòng nhân lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con nên một hiến lễ tinh tuyền và đáng được chấp nhận trước tôn nhan Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, cho dù con đớn hèn tội lỗi, nhưng xin hãy biến đổi con trong chính Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự, và dâng hiến con cho Chúa Cha hằng hữu. Con muốn trở thành một tấm bánh hiến tế trước nhan Chúa, nhưng vẫn là một tấm bánh bình thường trước mặt người ta. Con muốn chỉ một mình Chúa biết đến hương thơm của lễ hy sinh của con. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, trong con bừng cháy một ngọn lửa không thể dập tắt được, đang kêu nài lòng thương xót Chúa. Con biết và con hiểu đó là sư phụ của con ở đây, cũng như trong cõi đời đời. Kính Chúa đã truyền cho con phải rao truyền về lòng thương xót vô bờ và sự tốt lành của Chúa. Vào một dịp kia, tôi hiểu rằng một hành vi dù đáng khen bề ngoài nhưng có thể làm Chúa buồn phiền nếu như không mang dấu ấn của ý hướng ngay lành. Những việc làm như thế xúi dục Thiên Chúa trừng phạt hơn là ban thưởng. Chứ gì cuộc sống chúng ta có ít chừng nào hay chừng nấy những hành vi như thế. Quả thực trong đời tu, ước gì đừng có một hành vi nào như thế. Con đón nhận niềm vui hay đau khổ, ca ngợi hay sỉ nhục với cùng một tâm trạng như nhau. Con biết điều này cũng như điều kia, tất cả đều qua đi. Thế thì những điều thiên hạ đàm tiếu về con có can hệ gì? Đã từ lâu lắm rồi, con không còn màng đến những gì liên quan đến cá nhân mình nữa. Tên của con là Bánh Thánh,
hoặc hy sinh, không phải bằng lời nói suông nhưng bằng hành động, trong việc hủy mình để được trở nên giống Chúa trên thập giá. Ôi Chúa Giêsu tốt lành của con, vị tôn sư của con. Lạy Chúa Giêsu, lúc con hiệp lễ, Chúa đã đến với con cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúa đã đối thương ngự vào thiên đàng bé nhỏ cõi lòng con. Con cố gắng bầu bạn với Chúa trong cả ngày sống và không để Chúa phải chịu cô đơn dù chỉ một phút giây. Mặc dù phải sống cạnh các chị em hoặc với các học sinh nội trú, nhưng lòng con vẫn luôn kết hợp với Chúa. Khi ngủ, con dâng lên Chúa mọi nhịp đập của trái tim. Khi thức, con ngụp lặng trong Chúa mà không thốt lên một lời. Khi thức giấc, tôi dùng một giây phút để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và cảm tạ Người vì đã thương ban cho tôi thêm một ngày sống, để mầu nhiệm nhập thể của con một Chúa được tái hiện trong tôi và cuộc thương khó của Người được diễn ra trước mắt tôi. Thế rồi tôi cố gắng tạo điều kiện cho Chúa Giêsu dễ dàng qua tôi mà đến với các linh hồn. Tôi đi đây đó với Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Người đồng hành cùng tôi khắp mọi nơi. Trong các đau khổ xác hồn, tôi luôn cố gắng nín lặng, vì lúc ấy tâm hồn tôi nhận được nguồn sức mạnh tuôn trào từ cuộc khổ nạn Chúa Giêsu. Tôi luôn nhìn thấy trước mắt mình thánh nhang khổ nạn của Người, chịu phỉ báng và biến dạng. Thánh tâm của Người đã bị xuyên qua vì tội lỗi chúng ta, nhất là vì sự vong ân của các linh hồn ưu tuyển. Tôi đã được khuyến nhục những hai lần hãy sẵn sàng dọn mình để chịu các đau khổ đang đợi chờ ở Warsaw. Tôi nhận được lời cảnh cáo lần đầu qua tiếng nói từ nội tâm và lần thứ hai trong thánh lễ. Trong giờ tôn vinh thánh thể, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá và Người phán với tôi: con hãy dọn mình đón nhận đau khổ. Tôi đã cảm tạ Chúa vì ơn được cảnh báo và thưa rằng: đau khổ con chịu chắc chắn sẽ không nhiều hơn Chúa đâu. Lạy đấng cứu độ con. Tuy nhiên, tôi ghi lòng và tiếp tục dọn mình bằng việc cầu nguyện và đón nhận những đau khổ nhỏ mọn để có thể vững vàng khi những đau khổ lớn hơn ập tới. Ngày 19 tháng 10 năm 1935, từ Vilnius đến Krakow, giữ tuần tĩnh tâm 8 ngày. Tối thứ sáu, trong giờ lần chuỗi mân côi, khi tôi nghĩ đến chuyến đi hôm sau và tầm quan trọng của vấn đề sắp sửa phải trình bày với cha Andras, nỗi sợ hãi xâm chiếm tôi khi tôi nhìn ra nỗi khốn nạn bất lực của mình và đồng thời sự cao trọng của công cuộc Thiên Chúa. Bị nghiền nát dưới thống khổ này, tôi liền phó mình cho thánh ý Thiên Chúa. Vào lúc đó, tôi thấy Chúa Giêsu trong y phục sáng láng bên cạnh bàn quỳ của tôi. Người phán: tại sao con lại lo âu phải thực thi thánh ý cha? Chẳng lẽ cha lại không giúp đỡ con như cha vẫn làm cho đến giờ này hay sao? Con hãy nhắc lại từng yêu sách của cha cho các vị đại diện cha dưới thế và hãy thực hiện những điều các ngài truyền. Lúc đó, một sức mạnh tràn vào linh hồn tôi. Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy thiên thần bản mệnh của tôi. Ngài đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi cho đến Warsaw. Ngài biến đi ngay khi chúng tôi bước vào cổng tu viện.
Vừa khi chúng tôi đi ngang qua nhà nguyện nhỏ, trên đường đi chào các bề trên, sự hiện diện của Thiên Chúa đã tràn phủ tôi, và Chúa ban cho tôi đầy tràn ngọn lửa tình yêu của Người. Vào những lúc ấy, tôi luôn được hiểu biết hơn về sự cao trọng của uy nghi Thiên Chúa. Khi chúng tôi ngồi trên xe lửa từ Warsaw đi Krakow, một lần nữa tôi nhìn thấy Thiên Thần Bản Mệnh bên cạnh. Ngài đắm đuối trong cầu nguyện và chiêm ngắm Thiên Chúa, và tôi dõi theo Ngài bằng tư tưởng của tôi. Khi chúng tôi đến cổng tu viện, Ngài biến đi. Khi tôi vào nhà nguyện, một lần nữa uy linh Thiên Chúa lại choáng ngợp trên tôi. Tôi thấy mình được chìm ngập trong Chúa, trọn vẹn được đắm đuối trong Người và được Người thấu nhập. Tôi cũng được biết Cha trên trời hết lòng yêu thương tôi. Ôi, hạnh phúc bao la tràn ngập lòng tôi vì được nhận biết Thiên Chúa và đời sống thần linh. Ước vọng của tôi là được chia sẻ niềm hạnh phúc này với tất cả mọi người. Tôi không thể khóa chặt niềm hạnh phúc này trong cõi lòng mình, vì những ngọn lửa Thiên Chúa thiêu đốt và làm cái lòng ruột tôi rã rời. Tôi ước mong được chu du khắp thế giới để nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa. Hỡi các linh mục, xin hãy giúp tôi điều này. Xin hãy dùng những ngôn từ hùng hồn nhất theo khả năng của các ngài để cao rao lòng thương xót của Thiên Chúa, vì không lời nào có thể tả được Thiên Chúa thực sự nhân ái dường bao. Krakow, ngày 20 tháng 10 năm 1935. Kỳ tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng toàn thiện, lượng từ bi của Chúa cao vời vượt mọi trí năng. Dù loài người hay thiên thần, xin hãy trợ giúp con, một người con nhỏ bé của Chúa, thực thi thánh ý Chúa như Chúa đã tỏ cho con. Con không ước ao gì khác ngoài việc thực thi những ước vọng của Chúa. Lạy Chúa, đây linh hồn và xác thân con, tâm trí và ý chí con, trái tim và trọn vẹn tình yêu con, xin cai trị con theo những chương trình muôn đời của Chúa. Sau hiệp lễ, linh hồn tôi được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Tôi hân hoan trong sự cao trọng của Người. Ở đây tôi nhìn thấy rõ ràng thánh ý Chúa tôi sẽ thực hiện. Đồng thời cả những yếu đuối và khốn nạn của tôi, tôi thấy mình không thể làm gì được nếu không có sự giúp đỡ của Người. Ngày thứ hai tuần tĩnh tâm, khi sắp sửa ra phòng khách để gặp cha Andras, tôi cảm thấy sợ hãi vì bí mật ấy khi bị bó buộc trong tòa giải tội. Tuy nhiên đó là nỗi lo vu vơ. Một lời của mẹ bề trên đã làm tôi được thanh thản. Trong khi đó tôi vào nhà nguyện và được nghe những lời này trong lòng: Cha muốn con cởi mở và đơn sơ như một con trẻ với vị đại diện của Cha, như với chính mình Cha. Nếu không, Cha sẽ lìa bỏ con và không kết thân với con nữa. Quả thật, Thiên Chúa đã ban cho tôi ân trọng là được hết lòng tin tưởng. Và sau khi tôi cáo mình xong, Người còn ban cho tôi được bình an sâu xa và ánh sáng về những vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng hằng hữu, xin soi sáng cho tâm trí con, kiên cường ý chí con, đốt nóng trái tim con, và hãy ở bên con như lời Chúa đã hứa. Vì không có Chúa, con chỉ là hư vô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối chừng nào. Con chẳng cần phải thưa với Chúa điều này, vì chính Chúa quá biết con xấu xa thế nào. Tất cả sức mạnh của con là ở nơi Chúa. Ngày xưng tội. Từ sáng sớm, nỗi xao xuyến trong linh hồn tôi mãnh liệt hơn hẳn mỗi lần tôi đã từng trải nghiệm trước đây. Bị Thiên Chúa ruồng bỏ, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Những tư tưởng này đã tra tấn tôi. Tại sao lại phải rời bỏ tu viện này, là nơi tôi được chị em và các bề trên yêu thương, nơi cuộc sống thật êm đềm, nơi tôi được ràng buộc bằng lời khấn trọn đời và chu toàn các nhiệm vụ của tôi mà không gặp khó khăn? Tại sao lại phải nghe theo tiếng lương tâm? Tại sao lại phải theo một sôi động mà chẳng ai biết xuất phát từ đâu? Cứ sống như các chị em khác không tốt hơn sao? Những lời Chúa chắc có thể bị bóp nghẹt, không cần phải nghe theo. Có lẽ Thiên Chúa không đòi phải trả lẽ về chúng trong ngày chung thẩm. Tiếng nói nội tâm ấy sẽ dẫn tôi về đâu? Nếu tôi vâng theo, những khó khăn thử thách và chống đối kinh hồn sẽ đang chờ tôi. Tôi sợ hãi tương lai và quằn quại trong hiện tại. Nỗi đau khổ vẫn giữ nguyên cường độ dữ dội như thế suốt ngày. Đến tối, khi vào tòa cáo giải, tôi không thể trình bày đầy đủ, mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi nhận phép xá giải rồi đi ra mà không biết điều gì đang xảy ra trong tôi. Khi tôi đi ngủ, nỗi đau đớn càng tê tái. Hay nói đúng hơn, nó đã biến thành một ngọn lửa xuyên thấu mọi tài năng linh hồn tôi, như một tia chớp thấu đến tận cốt tủy, đến tận chốn sâu thẳm nhất của tâm hồn tôi. Giữa cơn đau, đau khổ này, tôi không làm gì được. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa nên trọn. Đôi lúc, ngay cả những lời ấy mà tôi cũng không sao nghĩ được. Một nỗi sợ hãi nặc mùi tử khí xâm chiếm tôi. Những ngọn lửa hỏa ngục đã liếm đến tôi. Đến gần sáng mới thấy có sự tĩnh lặng, và những thử thách nhanh chóng biến tan. Tôi cảm thấy mệt nhoài đến độ không cử động nổi. Trong lúc thưa chuyện với mẹ bề trên, sức lực của tôi từ từ hồi phục. Nhưng chỉ mình Chúa mới biết tôi cảm thấy thế nào trong suốt ngày hôm nay. Lạy chân lý hằng hữu, ngôi lời nhập thể, Đấng đã tuyệt đối trung thành thực thi thánh ý Chúa Cha, hôm nay con đang trở thành một người kiệu tử đạo vì những sôi động của Chúa mà con không sao thực hiện được, chỉ vì con không còn ý chí của riêng con. Mặc dù nội tâm con nhìn thấy thánh ý Chúa một cách rõ ràng, con phó mình trong mọi sự theo ý các bề trên và Cha giải tội của con. Con sẽ vâng theo thánh ý Chúa, miễn là Chúa qua các vị đại diện cho phép con được làm như vậy. Lạy Chúa Giêsu của con, vì không thể đừng được, con xin dành ưu tiên cho tiếng nói của giáo hội hơn là tiếng Chúa đang nói với con. Sau hiệp lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu như thường lệ và người phán với tôi những lời này: con hãy tựa đầu lên vai Cha, nghỉ ngơi và lấy lại sức. Cha luôn ở với con. Con hãy nói cho người bạn của trái tim Cha rằng Cha sử dụng những thụ tạo yếu đuối như thế để thực hiện công cuộc của Cha. Sau đó một lúc, thần trí tôi được củng cố bằng sức mạnh phi thường. Con hãy nói với Ngài rằng
Cha đã cho Ngài nhìn ra yếu đuối của con trong lúc con xưng tội, để Ngài biết con là gì. Mỗi lần chiến đấu can trường đem lại cho tôi niềm vui, bình an, ánh sáng, kinh nghiệm và can đảm cho tương lai. Cho Thiên Chúa danh dự và vinh quang, và sau cùng một phần thưởng cho bản thân tôi. Hôm nay lễ Chúa Kitô Vua. Trong giờ thánh lễ, tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa Giêsu hãy làm vua thống trị mọi con tim và ban ơn thánh chiếu soi mọi linh hồn. Khi ấy, tôi thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình và người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con mang lại cho cha vinh quang lớn lao nhất bằng cách trung thành thực thi những khát vọng của cha. Ôi Chúa Giêsu, tình quân của con, vẻ đẹp của Chúa tuyệt vời dường bao. Đóa hoa sống động, động giọt sương mai, đem sức sống cho linh hồn khát vọng. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa. Một mình Chúa là đối tượng cho những ước vọng và nỗ lực của con. Xin hãy liên kết con thấm thiết với Chúa, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần. Mong sao con được sống và được chết trong Chúa. Chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa. Tình yêu nâng những hành vi bé mọn nhất của chúng ta lên cõi vô cùng. Lạy Chúa Giêsu của con, quả thật con không biết sẽ sống làm sao nếu thiếu vắng Chúa. Thần trí con được hàn chặt vào thần trí Chúa. Không ai thực sự có thể hiểu được điều này. Trước tiên người ta phải sống trong Chúa, rồi mới có thể nhận ra được Chúa ở nơi tha nhân. Krakow, ngày 25 tháng 10 năm 1935. Những quyết định tuần tĩnh tâm. Trong mọi sự, không làm điều gì nếu chưa có phép của Cha giải tội và sự đồng ý của các bề trên. Đặc biệt là về những soi động và những yêu sách của Chúa. Tất cả thời giờ rảnh rỗi, tôi sẽ ở bên vị thượng khách thần linh trong linh hồn. Tôi sẽ giữ tinh lặng trong ngoài để Chúa Giêsu có thể nghỉ ngơi trong tâm hồn tôi. Chỗ nghỉ ngơi ngọt ngào nhất của tôi là phục vụ và làm ơn cho chị em, quên mình và nghĩ đến cách làm vui lòng chị em. Tôi sẽ không biện minh hoặc tìm cách bào chữa khi bị chỉ trích, cứ để người khác mặc ý xét đoán. Tôi chỉ có một bản tri ân để thổ lộ mọi sự, đó là Chúa Giêsu Thánh Thể và vị đại diện của Người, đó là Cha giải tội của tôi. Giữa mọi đau khổ xác hồn cũng như trong cảnh tối tăm và bị bỏ rơi, tôi sẽ im lặng như một bồ câu, không lời than thở. Tôi sẽ liên lỉ hủy mình dưới chân Chúa để xin ơn thương xót cho các linh hồn đáng thương. Trọn vẹn cái hư vô của con được đắm chìm giữa lòng biển cả xót thương của Chúa. Với niềm tính thác của một con trẻ, ôi Cha toàn thương, con xin gieo mình vào vòng tay Cha để đền bồi cho thái độ bất tín của quá nhiều linh hồn sợ hãi việc tín thác vào Chúa. Ôi, có quá ít linh hồn thực sự hiểu biết Chúa. Con nồng nhiệt ước ao cho các linh hồn được biết đến đại lễ lòng thương xót Chúa
lòng thương xót là triều thiên các công trình của Chúa. Chúa dành cho mọi người một khối tình người mẹ dịu hiền nhất. Anh giang